Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại cái kênh YouTube của tôi thì nhân buổi sáng đầu tuần. Chúc quý vị và các bạn có thể kiếm được nhiều cổ phiếu tốt và đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán. Và hôm nay tôi mang lại cho các bạn hai cái cổ phiếu là NKG, định giá cổ phiếu NKG và HSG theo yêu cầu của một bạn bình luận ở trên cái kênh của tôi. Thì đầu tiên là cổ phiếu NKG. NKG thì chúng ta vào đây chúng ta lấy thông tin NKG đây, số lượng cổ phiếu lưu hành là 182. Giá hiện tại của cổ phiếu là 32.800. Và các cái thông số về tài chính, có vốn chủ sở hữu là 4571.35, 4571.35. Về lợi nhuận của 4 quý gần nhất thì gồm có là 847.51, 847.51, 318.79, 318.79, 153.98, 153.98. Tám mốt chấm sáu hai, tám mốt chấm sáu hai. Và về cái mặt thiên thời thì tôi nghĩ là đây, cái giá trị như này là khá là cao so với giá trị thị giá đúng không? Về mặt thiên thời thì tôi nghĩ là cổ phiếu thép vẫn đang có thiên thời, và nhãn hiệu này thì tôi cho là một nhãn hiệu nó cũng khá có thể cho là yếu thôi, không cần là mạnh. Đấy, thì cổ tức, tình hình chia cổ tức thì chúng ta có là 3% và 40%, 3% và 40%. Đấy là định giá sơ bộ, thì chúng ta thấy là giá trị thực của cổ phiếu là khoảng 45.230 đồng một cổ phiếu, và cái thị giá hiện tại là 32.800. Thì nếu các bạn mua cổ phiếu NKG ở cái thị giá thì các bạn đang mua rẻ tài sản khoảng 37,9%. Còn nếu định giá theo P/E thì chúng ta lại vào đây. NKG. Đấy, EPS là 861. 861. 1717. 1717. 3330. 3330. 8156. 8156. 56. Và với mức P/E khoảng 4.02 lần, đúng không? P/E khoảng 4.02 lần thì định giá cổ phiếu NKG ở cái mức là 61.270 đồng. Và nếu như các bạn mua tại cái giá 32.800 thì đang mua rẻ tài sản khoảng 86,8%. Và cuối cùng là chúc các bạn đầu tư thành công, kiếm được nhiều lợi nhuận. Và các bạn hãy nhớ rằng cái việc định giá này cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Còn để mua bán cổ phiếu NKG, các bạn cần tìm hiểu thêm các cái thông tin khác trước khi quyết định. Và cũng không nên coi nó là một cái kim chỉ nam nhá, chúng ta chỉ là một cái giá trị tham khảo thôi. Vâng, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở cổ phiếu HSG.